Alo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Cherry đây. Trên tay mình bây giờ là con mèo Quinson Newton Cortman. Dòng này là dòng cao cấp dành cho học sinh sinh viên. Nếu mà nói dòng này dành cho học sinh sinh viên Việt Nam thì mình không nghĩ là đúng đâu. Tại vì giá của nó cũng không có hề rẻ. Khi mình nhận nó về, mình cũng khá là bất ngờ. Tại vì nó khá là bé, cái bàn tay mình nè, còn nó nè, nó nằm gọn trong lòng bàn tay của mình luôn. Sơ lược về thương hiệu nó một chút xíu á, thì Winsor & Newton là một trong những hãng mèo lâu đời nhất, thành lập từ năm 1832 tại Anh Quốc bởi nhà khoa học William Winsor và họa sĩ Henry Newton. Hãng có hai dòng mèo nước chính, dòng dành cho họa sĩ chuyên nghiệp á, là Winsor & Newton Professional. Còn cái mà mình đang có ở đây á, là dòng cao cấp dành cho học sinh sinh viên là Winsor & Newton Cortman. Mình mua hộp này với giá là 419.000 cho 12 mèo. Lúc đóng nắp á, có vẻ như là hãng nó không kỹ á, cho nên là khi mình về đây mình khui hộp mở nắp cọ ra á, thì lông cọ nó có bị đẩy ngược vào. Về nhận xét của cá nhân mình á, về giá thành á, thì với giá này á, mọi người có thể bỏ thêm tí nữa là mua được một hộp Quenai 24 màu rồi. Còn này nó chỉ có 12 màu thôi mà bên màu nó cũng khá là ít nữa. À mà mình thấy lạ là với 12 màu á, thì mình nghĩ hãng cũng sẽ để đủ cho mình những cái màu căn bản. Nhưng mà không nha, ở đây không có màu đỏ tươi, mà hãng lại đưa mình một màu cam đỏ và một màu đỏ hồng. Không có màu đen luôn, nhưng mà lại đưa mình một màu trắng. Cá nhân mình thấy á, màu trắng xuất hiện trong màu nước á, nó khá là vô dụng. Mình thích màu nước vì tính chất trong trẻo của nó, cho nên màu trắng xuất hiện á, chỉ làm đục bài mình thêm thôi. Nhưng mà biết đâu lần này mình sẽ thay đổi ý nghĩ thì sao. Giấy mình sử dụng để test á, là canh sông 250 gxm. Mình dùng bút lai đen của Mari để sử dụng. Về độ trong của màu á, thì mình thấy cũng tương đương Quenai thôi à, thuộc dạng bán đục. Những cái màu giống như là 744 màu pastel á, hay là màu trắng á, thì mình không thể nào đòi hỏi được độ trong của nó rồi. Do là cái cọ của hộp màu tặng á, nó khá là bé so với bàn tay của mình, cho nên là mình xin phép sử dụng cọ riêng của mình nha. Dạo gần đây á, rảnh rỗi mình hay lướt Pinterest lắm. Trong một lần tình cờ mình lướt thấy tấm hình này, nó khá là thơ. Theo mình tìm hiểu á, thì đây là một góc vườn trong khuôn viên thư viện Huntington ở Los Angeles. Thư viện này tọa lạc tại thành phố San Marino, được ông Henry xây dựng vào năm 1920. Thư viện có trưng bày rất là nhiều tác phẩm tuyệt đẹp của nghệ sĩ Thomas. Trong suốt cuộc đời mình, ông Huntington luôn có sự quan tâm đặc biệt với sách và nghệ thuật. Do đó, ông đã xây dựng nên một thư viện tốt nhất thế giới với bộ sưu tập thật tuyệt vời, mang phạm vi toàn cầu. Thư viện này hội tụ đầy đủ việc nghiên cứu, giáo dục và nghệ thuật. Đây được đánh giá là một trong những thư viện nghiên cứu lớn nhất và đầy đủ nhất ở Hoa Kỳ. Thư viện này cung cấp đầy đủ các cuốn sách hiếm và những bản phác thảo tốt nhất của Anh và Mỹ. Hiện có hơn 6 triệu sản phẩm ở đây. Thật ra, thư viện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách là do quang cảnh thiên nhiên bên ngoài được thiết kế bởi kiến trúc sư Myron Hodge theo phong cách hồi sinh của Địa Trung Hải. Diện tích khu vườn lên đến 485 km² sẽ mang đến cho du khách cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, gần gũi và quen thuộc. Trong khuôn viên có một cái hệ thống sinh thái thu nhỏ, có vườn cây kiểu Trung Hoa, vườn cây kiểu Nhật và khu rừng thu nhỏ. Tấm hình mình lướt thấy được là nó nằm trong phần khu rừng thu nhỏ. Lúc mình vẽ cái bức này, tự nhiên là mình nhớ tới một cái bài box trên Facebook mà lâu quá mình quên là trong group nào rồi. Như mọi người vẫn biết là theo thần thoại Hy Lạp thì Zeus là vị thần tối cao. Và dĩ nhiên thì ông ấy còn nhiều con nữa. Mà mọi người biết cái vụ mà ông chơi BD rất là hung hăng không? Yeah boy. Kệ trai kệ gái, kể cái dòng họ của mình luôn. Và đó là lý do chúng ta có cái sự tích ở dưới đây. Enemy là con trai của Thoth, vua của thành Troy. Xét theo vai vế thì chàng là cháu nội của ổng luôn á. Và vì là hoàng tử nên theo đúng lệ, Enemy sẽ bị đày đi lao động công ích cho đến khi đến tuổi thiếu niên. Dân Hy Lạp cho rằng anh hùng đều phải chịu khổ. Người ta kể lại rằng Enemy được xem là cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục. Và vì nó đẹp thế cho nên cả Zeus cũng phải bấn loạn khi lỡ nhìn thấy cậu. Không kìm được lòng trước cảnh Ganymede đứng giữa đàn cừu trắng, Zeus liền biến thành con đại bàng và bắt cóc cậu lên đỉnh Olympus. Và dĩ nhiên thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Khi lên đến Olympus đó, thì Ganymede rất là ngơ ngác, kiểu như là chú sách béo ơi mình đi đâu thế. Nên các vị thần tỏ ra rất là yêu quý cậu, trừ Hera,
hay ra là bà vợ hay ghen của Zeus. Thế là Zeus ngay lập tức ban cho Gagnemi sự bất tử để cậu được ở trong hình dạng thiếu niên mãi mãi, và phong cậu là người dâng rượu cho các vị thần trên đỉnh Olympia để bà vợ hết đường soi mói. Từ đó thì chòm sao Bảo Bình với biểu tượng là một chiếc cốc rượu được ra đời. Hồi nhỏ mình thích đọc mấy cái chuyện thần thoại lắm, với một cái đầu óc vô cùng trong sáng luôn á. Sau này sau khi mà mình biết chơi Facebook nè, YouTube nè, đó mình cũng bớt trong sáng hơn. Sau khi mình test màu trực tiếp lên tranh á, thì màu khá là mịn mượt. Các màu khi hòa tan với nhau á, khá là mướt. Để màu giữ được độ trong á, thì mình nghĩ ở lớp màu đầu tiên á, mọi người nên đi mỏng thôi. Đi màu đậm quá thì màu sẽ dễ bị đục và khó rửa trôi, hay là trong lớp tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký, ấn like và ấn chuông để nhận thông báo về video tiếp theo của mình nha. Mọi người muốn mình trải nghiệm dòng màu nào, phong cách nào thì mọi người có thể comment để mình tham khảo. Hẹn gặp mọi người ở video sau nè.